Dù thời điểm hiện tại đang là vụ lúa hè thu, thế nhưng cả cánh đồng rộng lớn của người dân khu phố Quyết Thắng và khu phố Vạn Thắng 2 thuộc phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa chỉ toàn cỏ dại. Lác đác cũng vài khoảnh ruộng người dân tiết rẻ, gieo cấy theo kiểu ăn may. Nguyên nhân dẫn tới ruộng bỏ hoang là do từ năm 1998, khi nhà máy nước sạch Nghi Sơn xây dựng đập giữ nước trên sông Cầu Hung, ở phường Nguyên Bình, nước dâng lên làm ruộng bị ngập úng, không thể gieo cấy thường xuyên. Theo người dân địa phương, có khoảng hơn 13 hectare đất, hai vụ lúa của gần 100 hộ dân bị ảnh hưởng. Là cái sản phẩm này là của huyện, ngày trước là của huyện, bây giờ là thị xã Nghi Sơn. Sau khi nhà máy nước về thì cũng đã rất nhiều lần là bị ảnh hưởng. Đặc biệt là cái năm 99 là bị ngập úng, thì coi như là nhân dân không sản xuất được. Và cũng đã ông cầu lên anh cầu hồi đó là chủ tịch ủy ban nhân dân xã là đã hứa sẽ đền bù cho dân. Nhưng mà rồi ông cầu nghỉ đi thì đến ông Xanh, rồi đến ông Xanh, rồi bây giờ đến ông Dương thì cũng đã nhiều lần là phòng đô thị cùng với nhà máy nước về làm việc với phường, với lại mời đại diện các cái hộ cử tri cố dụng ở đây đại diện để rồi ra để làm việc. Nhưng mà ông Miền là phó phòng nông nghiệp là về vẫn hứa là rồi có giải pháp rồi ấy, nhưng mà cuối cùng là cũng không giải quyết được. Mà đến bây giờ cái kết quả cuối cùng là ruộng vẫn là bỏ rộng, mà người dân là từ cái tuổi 60 trở lên là người ta bây giờ đi công ty hay đi bảo vệ các thứ người ta không nhận nữa, chỉ có nhìn vào một hơn một sào ruộng thôi đấy. Dù đã 25 năm qua nhưng chính quyền các cấp vẫn chưa có giải pháp đảm bảo quyền lợi ích của người dân. Lãnh đạo địa phương vẫn chỉ biết băn khoăn, áy náy. Thì ở đây có ba cái nguyên nhân chủ yếu. Một là nó cũng có một phần tác động của cái nhà máy nước. Tuy nhiên á, thì ở đây toàn bộ cái diện tích này là thuộc cái khu vực là sản xuất là nó khó khăn. Từ trước cái này, mỗi lần mưa là cái khu vực này là nó sinh thủy rất là nhanh, hiệu quả sản xuất thì nó thấp. Cái nguyên nhân nữa là hiện nay là cái tình hình trên địa bàn là các cái khu công nghiệp, các cái nhà máy nó rất là nhiều, cho nên là cái lực lượng lao động nó cũng phân bổ vào các cái sản xuất công nghiệp, và cái hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở đây nó thấp, cho nên là cái số cái diện tích này là thường là bà con là không sản xuất. Cái mong muốn của địa phương á, thì muốn nhà nước có cái biện pháp để giải quyết dứt điểm cái diện tích này cho bà con dân, bằng cái cách là như vậy là thu hồi hoặc như thế nào, chứ còn để như này nó kéo dài bà con cũng rất là băn khoăn. Về phía lãnh đạo địa phương chúng tôi cũng thấy là rất là băn khoăn áy náy trong việc tổ chức sản xuất của bà con. Trước đây, để giải quyết vấn đề đất bị bỏ hoang, Ủy ban nhân dân phường Nguyên Bình đã xử lý bằng cách đổi diện tích đất 5% do xã quản lý cho các hộ có đất bị ngập sang khu vực khác để canh tác, nhưng diện tích đất 5% không đủ để đổi. Suốt 25 năm qua, hơn 13 hectare đất trồng lúa của người dân bị bỏ hoang do tác động từ nhà máy nước sạch. Tuy nhiên, cho đến nay, không đơn vị nào chịu trách nhiệm về những thiệt hại của người dân, cũng không có giải pháp tháo gỡ sự việc khiến người dân liên tục có đơn kêu cứu.